Sego Minh Châu hôm nay trân trọng gửi tới quý khách hàng một tấm tranh Thiên Thư Bái Tổ siêu đẹp, kích thước là 2m37, cao 1m17 và dày là 7 phân, được chúng tôi làm bằng gương đỏ Nam Phi 100% và đã hoàn thiện cực kỳ kỹ, tức là gỗ thì chọn lọc rất là kỹ rồi và hoàn thiện cũng rất là bóng bẩy và đẹp. Thì đây cái khung của chúng tôi là 7 phân rưỡi quý vị nhé. Khung là dày 7 phân rưỡi và ván là 7 phân và đục sâu của chúng tôi đây là 5 phân rưỡi. Đục rất là sâu đây. Đấy. Tôi tìm cái chỗ sâu nhất để chúng tôi đo lại quý vị. Còn 5 phân quý vị ạ. Chỗ này 5 phân rưỡi này. Cho là 5 phân 2 đi. Đục sâu là hơn 5 phân. Và gỗ là dày 7 phân. Còn lại cái lèn là gần 2 phân. Thì một miếng ván của chúng tôi chọn lọc rất là kỹ. Đây quý vị xem cái đầu ván này, rồi cây tùng này là không có một vết nứt nào nhé. Bằng hương đỏ Nam Phi 100% và chúng tôi hoàn thiện sơn PU nổi vân cực kỳ đẹp. Đấy quý vị nhìn thấy những cái khung của nó chỗ trơn thì quý vị có thể thấy các cái vân của nó. Và đây như ở những cái chỗ núi này. Đấy vân này, đây quý vị nhìn thấy vân chưa? Nhìn thấy vân ở cái nền chưa? Cái nền này vân rất đẹp này. Đây chúng tôi cho ở trong nhà đèn nó hơi tối thì nhìn nó không được là rõ vân cho lắm, thì nó rất là to, rất là nặng nên tôi cũng không bê ra ngoài được. Đặt cái đèn này lên thì nó hơi bị phản quang, nó không được đẹp cho lắm. Giá khóa này nó cũng phản quang. Đây, mình làm tạm đi. Mình vừa, quý vị có thể thấy được đây những cái vân gỗ này, nhìn ở ngoài rất đẹp quý vị ạ. Đèn thì nó không được phản quang như ngoài trời. Thì tôi sẽ quay kỹ cho quý vị xem. Thứ nhất là cái cây này, bên này nó là những cái cây đa. Cây đa có những anh quân lính đang khiêng những cái võng, ý tượng trưng cho là đi ông quan là chưa có vợ, vẫn là thổ nhĩ anh đi trước võng nàng theo sau. Ông quan này là trẻ, rất là trẻ nhưng chưa có vợ. Đây là những cái cây trúc này. Đấy. Quý vị có thể thấy kỹ cái đầu ván này của tôi đây, cái đầu ván khi mà nứt thì cái trong không bao giờ nứt quý vị nhá, rất là bền đặc đặc tịt luôn và đẹp tuyệt vời luôn, không có tì vết gì, đẹp không tì vết. Đẹp thì phải nói nó không có tì vết luôn. Đây là quan đây, quan đây. Hôm nay là một ông quan dẫn ông quan nghèo về làng. Đây là ông quan chính, ông trạng đây. Đấy, những anh quân lính cầm cờ. Đấy, ông này anh quân lính này cầm nóc cho ông quan. Đấy, cầm cờ này. Trống này, chiêng này. Đấy. Một kèn này. Đấy. Đây là những người bà con, bố mẹ chẳng hạn, rồi là anh chị em trong gia đình dòng họ ra đón ông quan ở cổng làng đây. Cổng làng có một cây đa cực kỳ to, cây cổ thụ cực to và cực đẹp. Đấy. Cái này là chúng tôi đưa cái điện thoại nó ở cái tầm này là nó bị nhạt, nó bị mất màu, biến sắc. Còn màu thực tế của nó thì rất là đẹp. Đây, màu thực tế của nó như thế này, màu thực tế của nó như này quý vị nhé. Ở ngoài là nhìn đẹp hơn trong điện thoại rất nhiều. Đấy. Và kích thước của chúng tôi là đây, chúng tôi đo lại thực tế luôn. Bên cạnh đang xây dựng đây là nó hơi có cái tiếng máy khoan một chút. 2-3-7 này. Cao là 1m17.
cao là 1m17. Đấy. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.